Hello, xin chào quý anh chị. Hôm nay mình đã nói chuyện sơ sơ rồi. À, đã đỡ viêm họng rồi đó. Mình chia sẻ bí quyết cho quý anh chị đỡ viêm họng, công nhận là nó rất là hiệu quả. Mình chỉ cần mình ăn chay một hai hôm là nó sẽ hết ngay, mà nó hơn cả rồi là mình uống thuốc tây luôn. Cứ mình ăn chay, nhưng mà mình ăn cái đồ luộc á, đồ luộc với canh này kia, nó được đừng liên quan tới dầu mỡ với ớt tiêu, đừng liên quan tới, thì nó sẽ rất là nhanh hết, khỏi còn uống thuốc cũng được. Công nhận nó hay thiệt, mà chính bác sĩ cũng là khuyên mình như vậy. Xa xa tí. Và một cái điều nữa là rất là vui mình tâm sự với anh chị là hồi tối là Messi mới nhận thêm giải gọi là FIFA The Best, giải thưởng là ngang ngửa với quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất năm, xuất sắc nhất thế giới. Buổi sáng thì rất vui, nên mình để tóc giống Messi hả? Lên sóng để tóc giống Messi không? Messi ngày xưa để tóc vậy nè, hai mái. Một tối có gửi mail cho Messi rồi mà không biết khi nào nhận được mail trả lời nữa. Mời kêu qua đây chơi, qua uống cà phê chơi, mà không biết sao, không biết có rảnh hay không, nhiều khi bận quá không đi được. Bận. Nè. Thôi mình không lòng vòng nữa, là cây này là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là cây đàn Argentina, là cây đàn mang thương hiệu Argentina này, đến từ quê hương của Messi. Lúc trước mình đã khui rồi nhưng mà mình chưa test âm thanh, đúng không? Hôm nay mình sẽ test âm thanh. Không, quên lấy cái, đợi mình tí mình lấy cái hồ sơ cái đã, quên lấy hồ sơ. Hồ sơ của cái đàn gì nữa ta, đây sơ tí đầu sau, sơ nó ghi thông tin thôi, có gì đâu, cái này là giấy chứng nhận, chứng nhận cái cây đàn là model là tên là Pepper, Pepper tức là gì, là hạt tiêu đó. Đó, ý nghĩa của cái đàn này là nó nhỏ nhắn. Rồi cái này, thông số của gỗ này kia rồi, kích thước ha. Và có một nỗi buồn nhẹ cây đàn, tức là khi mình lấy về thì không sao, còn nguyên hết, nhưng mà nó bị mấy bữa nay tự nhiên cái mình để lên cái kệ cái chân chữ A này các bạn, mình để trên đây mình không cất vô thùng, sao mà dính cái keo, hoặc dính cái keo ngay chỗ này, ngay chỗ cái chân, sao nó không có hợp với cái nước gọi là nước sơn của cái cây đờn này, Tumiu này, nên nó bị trầy cái lớp sơn, bị trầy rất là nhỏ 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 xíu luôn, nhưng mà mình cũng rất là buồn. Một cái đờn mà 5.000 đô như vậy mà nó trầy lớp sơn thôi nha, đó xíu à, nhìn sẽ không thấy nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy, buồn ghê luôn. Nhưng mà mình ẩu, mình không bỏ vô thùng cái là nguy hiểm, mấy cái đàn mắc tiền phải bỏ vô thùng bị liền, đàn 5.000 đô mà bị hủ lắm. Mà âm thanh nè, đó các bạn xem mình thấy âm thanh nè, nghe thử à, nghe để ngồi gần gần một xíu. Đờn nó đẹp kinh luôn, dáng rất là nhỏ, âm thanh trùng vô tiếng, hạ thấp xuống, xuống hạ thấp coi cái đàn nó rõ nè. Thank you.
Bạn thấy không? Mình thử thôi đó. Bạn nghe nó sướng rồi. Tiếng của nhà nó lạ thiệt. Cái gỗ của nó là cái gỗ gì để mình đọc xem. Top là vân sam á, bru đó. Vân sam nè. Còn lưng và hông là gỗ Bolivia. Đó. Gỗ gỗ hồng Bolivia, hồng mộc. Cần đàn mà gỗ mun. Đó, ở mặt sau của cần đàn á thì Bahia, gỗ hồng Bahia, Rosenwood á. Rồi đặc biệt là cái mặt phím này nè là làm bằng carbon, nó nẹp thêm á, cái này là bằng mun đúng không, mặt phím bằng gỗ mun đó, nẹp thêm ở trong rồi nè đó, là bằng hai sợi carbon nó nằm dọc ở đây đó, đặc biệt cái đàn này là vậy. Scale của nó là 650, rất là nhỏ gọn. Cái cần đàn này là rộng khoảng 51.5 mm. Hay. Đàn nhìn nó rất nhỏ gọn mà làm theo kiểu dáng hồ sơ nữa. Nhỏ. Tiếng đặc biệt hay, hay tiếng nó ngân, nó không cần vang mà nó ngân. Kiểu nó sâu sắc, buồn, nhưng mà cái tiếng âm thanh này nó buồn. Tại hồi bữa mình có so sánh một cái cây này với cái cây gọi là chưa đăng cây Gondoi, để mấy bữa mình đăng Gondoi của Martinez đó, là cái cây kia nó nổi tiếng hơn, mà cây này nó buồn lắm, phù hợp với đánh những cái bài gọi là cái nó hay cực kỳ luôn, mình không có thể gọi là tả nổi, nó khác biệt á. Nên nói những cái đàn là mình không thể nào mình nói về, mình không thể nào so sánh ở cái đàn hai cái đàn 5.000 đô mà so sánh với nhau được, khó lắm. Mỗi cây nó có cái chất riêng ha. Hiện tại là ở Việt Nam này có một cây duy nhất, đó là
cây này. Đó, mình đang sở hữu một cây duy nhất luôn nha. Quá đẹp. Mình ca thử một đoạn thử được. Mấy hôm nay càng tiếng cũng ghiền hát lắm. Ghiền hát mà không hát được. Thấp thấp rồi ok. Nói ra nhiều về thù mùa đơn đau một lời nào còn sâu thêm càng buồn thêm còn nữa gì. Thấp này ra được không? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sai. Mưa bên trời còn làm em khổ, còn làm em à. Enzo La Rosa là ông nghệ nhân cũng trẻ, trong có chưa lớn tuổi, cũng ba mấy bốn mấy vậy đó, tầm đó cũng trẻ à, gần 40 à. Nhưng mà ông nghệ nhân này làm có một mình thôi à, làm bằng tay hết, tất cả là bằng tay thủ công, một mình ông làm, có chữ ký luôn ha. Giấy này là giấy chứng nhận luthier đầy đủ. Ở đây là cái lời bộc bạch của ông đấy. Ghi cái gì? Cái lời tiếng Anh. Ông ghi ông làm cái đờn này như thế nào? Mình hôm bữa mình có lên Google mình dịch. Ông ghi ông làm cái đờn rồi sao là công phu rồi làm bằng tay như thế nào đó ông ghi. Mà biết mua một cái đờn Nam Mỹ nó rất là khó. Châu Âu có thể mua dễ, mình mua đờn Nam Mỹ mà ship về đây nó mệt lắm, đủ thứ hết. Mấy đùa đâu, đúng không? Nhưng mà sở dĩ mình mua cái đàn này là vì mình quá hâm mộ Messi đi. Messi là đợt trước World Cup là mình mua liền. Hay như vậy. Tại trước mình đâu có chơi đàn Argentina đâu, mình chơi đàn châu Âu không à. Đâu chơi đàn Nam Mỹ. Mình không có thể lên cao được. Đã ho liền rồi.
cái gỗ này là nó phải tương đương cái gỗ Brazil đấy các bạn, gỗ Nam Mỹ luôn mà. Nó thuộc dạng là nó cũng gỗ Nam Mỹ. Nam ra là rất là quý, Nam Mỹ là gỗ làm đàn là cực kỳ quý rồi. Ha. Gỗ như thế này thì còn cái gì nữa? Đòi nữa. Hơi tróc sơn bực ghê. Tróc sơn à, miếng nhìn không giờ thấy được nhưng mà rất là buồn tại vì cái đàn nó giá trị. Mình chỉ cần mình ẩu mình để đây thôi là giống như là nó bị phản ứng hóa học vậy đó. Đây cái miếng cao su nè. Không biết là cái miếng sơn. Sơn lớp sơn đây nhiều khi nó không hợp nhau. Để nóng quá nó bị. Rồi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha. Rồi. Ok đây là mình hồi nãy mình nói rồi 5.000 đô. Là 5.000 đô. Rồi có gì gọi điện cho mình. 556, địa chỉ là 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Số điện thoại 0936239138. Mình sẽ ghi ở dưới tiêu đề cho quý anh chị. Quá thơm. Cái này có chỉ cần cũng kinh không? Chỉ cần của Moon. Làm lạ ghê. Quá đẹp. Lợn quá đẹp. Lợn nhìn. Đúng thiệt làm thủ công nó khác liền. Rồi xin chào tạm biệt.